Hello, xin chào các bác nhé. Hôm nay xin chào các bác quay trở lại kênh của Dũng Tổng Hợp Vlog. Hôm nay em sẽ lại lên để chia sẻ cùng các bác cách thức tháo một cái lòng trong của chậu vuông chậu bát giác 75 và lục giác 60 các bác nhé. Và cái cách thức em chia sẻ hôm nay là toàn bộ hoàn toàn làm bằng thủ công các bác nhé. Các bác xem thấy kênh của em hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Và để cho em thêm động lực để làm ra những cái video mới và có chất lượng hơn để gửi tới các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều và xin mời các bác chúng ta cùng xem video và để đúc thêm kinh nghiệm về cho mình nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Rồi, xin chào các bác. Chào các bác quay trở lại kênh của em Dũng Tổng Hợp Vlog. Hôm nay em sẽ lại lên để chia sẻ cùng các bác cái cách thức tháo một cái khuôn chậu, tháo lòng trong của cái khuôn chậu nhựa ABS kích thước 75 và 60 các bác nhé. Thì nhiều các bác đã chia sẻ trên các kênh thông tin đại chúng YouTube cũng như là trên Facebook với những cái công thức tháo có thể là dùng tời, dùng các kiểu, nhưng với em thì em chỉ làm thủ công thôi các bác nhé. Thì hôm nay em cũng tiện đây thì xin chia sẻ đến các bác. Và qua quá trình em đổ được khoảng 3 tiếng rồi, 2 tiếng rưỡi gì đấy, vì thời tiết này nó nóng. Khoảng 2 tiếng rưỡi rồi thì bắt đầu em sẽ vào để tháo lòng trong. Và trước hết để tháo được cái lòng trong thì chúng ta phải bỏ những cái đồ nặng ở bên trong, và cũng như là tháo bỏ những cái khuy cái đĩa đi để chúng ta tháo, để chúng ta nong cái lòng trong lên. Và xin mời các bác cùng theo dõi với em nhé. Và các bác thấy kênh của em hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ chia sẻ cho em, để nhiều anh chị em đang trong cái có ý định bước chân vào cái nghề làm chậu thì để chúng ta lấy cái kinh nghiệm để tham khảo các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác. Và bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng đi vào công việc chính. Đây, những cái thùng này là em đã nhóc sang bên kia rồi. Em đang đệ ở cái thùng 60 và bây giờ bên đây chỉ còn mỗi cái thùng này thôi. Em sẽ nhóc nó ra. Rồi đây các bác nhá, chúng ta sẽ củ tháo cái đĩa này ra. Đó, rất đơn giản. Các bác theo dõi có thể là một cái video để làm hoàn chỉnh mà không cắt, không xén gì thì thì nó sẽ hơi bị dài các bác nhá. Đó, thì các bác xem mà thấy đoạn nào mà nó không vừa hợp mình có thể tời vào đi để mình xem lại khác các bác nhé. Thank you.
tháo được cái này thì dụng cụ rất đơn giản, chỉ là một khúc cây, một khúc mẩy gỗ thôi, để chúng ta bằng cái này, một con dao huyền thoại. Bây giờ xin mời các bác cùng xem em nhé. Và lý do em dám cái giữa này là cái giữa này là quân liền các bác nhé. Thì cái giữa này nó là lòng liền, đây là em đặt xuống dưới đầu tiên để cho nó khỏi bị cao. Chúng ta mất không quá 3 nhịp các bác nhé. Để tháo được một cái chậu hoàn chỉnh, chúng ta mất không quá 3 nhịp. Các bác đảm bảo các bác là không quá 3 nhịp và các bác đã nong được lòng chậu lên rồi. Còn trong lúc tháo các bác nhá, trong lúc tháo gặp những cái trường hợp mà nó do chúng ta kênh lên nó nứt góc nứt kiểu thì trong lúc này thì giữa nó còn đang rất là ẩm nên chúng ta xử lý rất là đơn giản và cũng sẽ không để lại hậu quả về sau đâu các bác nhé. Nên là các bác yên tâm không lo về vấn đề nứt nát đâu. Đó, đấy là vòng thứ hai quay lại rồi. Và vòng này là được luôn các bác nhé. Đó. Các bác thấy không ạ? Đây, vậy như vậy là em đã xong một cái rồi đây. Và đây các bác nhá. Đây. Đấy, trong phút mốt thôi. Này em đã đưa được một cái lòng trong lên đây. Đấy các bác nhá. Thì cái bước đầu tiên là em sẽ làm cái mặt này các bác nhá. Đó, cái mặt này rất là đơn giản, đúng không ạ? Đó. Đúng không? Rất đơn giản. Sau rồi chúng ta sẽ một vòng nữa chúng ta sẽ dọn dẹp lại sau các bác nhé. Đó các bác thấy không, em tháo rất là đơn giản đúng không ạ? Mà em thấy nhiều bác cứ bảo đấy như vậy là đã xong một cái rồi, là khó với không ra với lại sao sao đấy các bác thấy không, em tháo rất là đơn giản. Mình sẽ tháo cái thứ hai nhé, nó cũng chỉ là như vậy thôi. Rất là đơn giản và đẹp các bác nhé. Em sẽ lại miết cái cạnh trên như lúc nãy. Đó, sẽ lại miết cái cạnh trên như lúc nãy. Sau rồi em sẽ làm mặt sau các bác ạ.
Đó. Đây là những cái chậu này là em đã thuộc diện là thương binh rồi các bác nhé, đã băng bó rất nhiều cho các em rồi. Đây là sẽ khó hơn là cái chậu mới một chút các bác nhé. Đó, nếu là chậu mới thì các bác tháo nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đó, các ngựa làm sao để nhẹ nhàng thôi, đừng trượt nghe vừa xong. Đó, rất là đơn giản, không khó lắm đâu. Đó, để cái này nó không được. Cái thì chúng ta chỉ đi nhiều lắm là đi 2 vòng các bạn, không có gì, chỉ 1 vòng là quay lại là được các bạn nhé. Cái chậu này là 9 giờ em mới bắt đầu đổ xong, thì bây giờ là 11 rưỡi các bạn. Từ lúc đổ xong giờ tính đúng 2 tiếng rưỡi. Các bác cứ tính là cái mặt bê tông của chậu nó se, tức là khí cảm giác nó cứng là chúng ta bắt đầu tháo các bác nhé. Không cần thiết phải là 3 tiếng hay là 4 tiếng. Chứ không có cái gì cứng là phải 3 tiếng hay 4 tiếng nó mới chuẩn các bác nhé. Đây, rất là đơn giản. Đó. Để chúng ta làm được mặt như thế này rồi thì đến cái lúc chúng ta sơn hoàn thiện rất là nhạt các bác. Đánh cái gắp qua cái là nó đã mịn rồi, và nó chúng ta sẽ làm cho nó tơi hết vào cái lớp mùn, tức là cái lớp bột ở trên cái mặt này này. Đó, các bác mà để đến mai mà làm thì chắc chắn là nó sẽ không hết được cái lớp bột của cái mặt này đâu các bác nhá. Đây các bác nhá. Đấy, và như vậy là sau vài phút lòng vòng thì em cũng đã tháo xong 3 cái chậu. Đấy các bác nhá. Và bây giờ em sẽ đi vào cái bước làm tiếp theo. Đây em sẽ cầm cái này, em sẽ cầm cho các bác xem. Đây rất là đơn giản thôi. Đây các bác nhá. Không biết các bác nhìn thấy rõ không? Đây. Đó. Chỉ dùng cái chổi thôi. Chúng ta quét cho tí cái miệng này này. Đó. Hoặc các bác nào mà không làm thì cũng được, chẳng sao cả, vì trong này người ta để đất. Nhưng mà chúng ta quét được là cái thì nhìn cái chậu nó cảm giác nó sẽ sang hơn các bác nhé. Đó, đây. Đó, em sau em sẽ quay cho các bác sau nhé. Cái cách thức làm thì cứ thế thôi, không có tay em cầm nó làm nó phức tạp quá. Đây, các bác dùng một cái chổi để chúng ta chấm nước đi qua đi lại ở cái mép trên này nhé. Đó, sau khi chúng ta quét nó mịn rồi đấy nhá, thì chúng ta sẽ bước vào cái nước miết lại cho cái cạnh của chúng ta nó đẹp. Và còn một nước cuối cùng là khi nào nó khô, chúng ta khi nào nó được khoảng 2-3 tiếng sau, mình giáo chúng ta sẽ đi cắt cái miệng các bác nhé.
cắt cái miệng để cho nó thành một cái mối liên kết xung quanh cho nó đẹp. Đó. Và cái này thì em nghĩ là ai cũng có thể làm được nhé. Các bác không cần phải dùng tời làm gì cho nó vất ra. Dùng chống là các kiểu nhé. Nhất là các bác nào mà tiện hàn thì còn làm được, chứ mà anh em mà không quên hàn lại đi thợ hàn tên việc lắm. Bản thân em cái gì mà làm bộ được mà em cảm thấy tốt là em làm. Và tất nhiên là mình không phủ nhận về những cái đấy là không tốt, rất tốt. Vâng nha. Cái mép này các bác có thể làm và cũng có thể là không được quét cũng được nhé, nó chẳng quan trọng đâu, nó chẳng liên quan gì đến cái vấn đề là phải hay là không phải đâu. Chúng ta quét từ thì nhìn nó sạch sẽ, lúc chúng ta phun lên thì cái miệng nó đẹp các bác, còn không thì vậy chả sao. Nhưng mà trong này người ta đánh đất mà, tốt nhất là phải là bên ngoài. Ăn rồi, Khánh ăn rồi. Rồi đây các bác nhá. Đấy, sau vài phút thì giờ chậu của chúng ta nó đẹp như thế này rồi. Đó. Và sau khoảng 1-2 tiếng nữa thì chúng ta lấy con dao hoặc lấy cái bay để chúng ta lẹm cái mép này đi cho nó sắc cạnh nó đẹp các bác nhá. Đây. Đây một cái nữa đây. Đó. Ok các bác thấy không ạ? Và em sẽ dừng video lại một chút để em dỡ bỏ những cái chậu và cái khuy này nhá. Đấy, sau rồi em sẽ lại quay cho bác xem cái cách tháo của em rất là đơn giản. Đấy, các bác thấy kênh của em hay hữu ích thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người được biết các bác nhá. Đây, đây là lục 83 đây, tháo rất là đơn giản thôi. Đấy các bác này, để trong lòng nó lên rêu rồi này. Đấy các bác nhá. Rồi và bây giờ em sẽ tạm dừng video một chút để em cho nhóc vào những cái thùng bê ở bên trong này, thùng chèn nặng đấy. Đấy các bác thấy em chèn rất là đơn giản. Đấy, nhiều bác cứ bảo là cái 85 này 83 này phải
chèn thế nọ thì kia em rất là đơn giản, có hai cái thùng bê này thôi. Đây đúng có hai thùng bê này là xong. Đấy. Và chậu thì đều chậu nào em cũng có sắt hết các bác nhé. Đấy. Và rồi, để em dừng video một chút. Rồi các bác nhá. Đấy, sau khi em đã dọn dẹp sạch từ thùng bê ở bên trong cho đến đĩa đĩa. Bây giờ em sẽ bắt đầu đi và tháo cái lòng trong của cái chậu lục giác 60 nhé. Các bác xem và cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau nhé. Nếu các bác có cái cách nào mà nhanh hay hơn thì hãy chia sẻ lên để nhiều anh chị em chúng ta sẽ có những cái biện phương pháp làm nhanh và hợp lý nhất nhé. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đi và tháo nhé. Cái này thì cũng chưa được khô lắm đâu mọi người nhé. Cái lòng này là nó còn rất là ướt. Và như vậy là em đã xong một cái các anh nhé. Đây các bác nhé. Đây cái đầu tiên đây. Đây các bác nhé. Ôi lại muốn đổ con điện thoại thì chết. Các bác thấy không ạ? Và vẫn là cái quen thuộc thôi. Đó. Thì những cái lỗ sâu này thì phần đa là bị nứt hoặc bị bong các bác nhá. Chúng ta lấy bay, ta miết lại là xong. Ok không ạ? Không ảnh hưởng gì đâu. Đó, rất là đơn giản. Và cái mép này chúng ta cũng làm như lúc nãy em làm. Và đi cho nó trước một nước các bác nhá. Sau rồi chúng ta lại lấy chổi. Chúng ta quét cái vía của nó. Chúng ta dọn dẹp cái ba vía của nó cho nó sạch sẽ. Rồi thì chúng ta chờ mai tháo thôi. Đúng không ạ? Đó, như vậy là em đã tháo xong một cái và em sẽ để máy đây để các bác chúng ta cùng ngắm nhá, cùng xem nhá. Đấy, chỉ cần bây giờ mà em cầm là em không cầm được nữa rồi. Và bộ đồ tháo của em thì các bác thấy có tiện các bạn, còn dễ các bạn. Ai một con dao, một cái que, chẳng có cái gì cả. Mà phải là ghê gốm hay là gì mà phải khó cả. Đấy nhé. Đó, rất là đơn giản, các bác cứ cho vào đây. Cũng không cần phải vào tay này làm gì đâu nhé. Đấy, các bác cứ theo em này. Đảm bảo các bác chỉ trong vòng vài cái nậy là các bác đã đưa được em nó ra khỏi lòng rồi. Đó. Rất là đơn giản thôi. Có những cái chậu còn chưa khô các bác nhé. Có những cái chậu còn rất là ướt các bạn. Thì chúng ta sẽ cũng phải tháo thôi, nhưng mà sau rồi
muốn nhẵn thì chúng ta lại phải lấy chổi quét các bạn. Thì những cái chậu mà nó chưa khô mà đó. Đấy, các bạn thấy nhanh không ạ? Rất là đơn giản, không có gì là phức tạp đâu. Đó, có những cái là bị gãy rồi này, có những cái đầu là bị gãy các bạn. Chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. Ui dồi ôi, cái này của em nó là bị băng bó hết rồi các bác nhé. Thì em đổ khá lâu rồi nên là các em nó bị băng bó hết rồi. Đó. Quên sống không biết cái đáy này các bác này. Và cái đáy này thì đảm bảo các bác là 10 cái thì 11 cái sẽ bị nứt hoặc là bung lên nhá. Nhưng mà nó chả có ảnh hưởng gì đâu. Đằng nào các bác cũng phải đục vào lỗ thôi. Đây là kệ đó. Cái nào mà không được, cái nào mà gãy thì chúng ta đưa sát vào cái tai này nhá các bạn nhá, để chúng ta lệnh nó lên nhá. Còn cái nào mà không ảnh hưởng gì các bác cứ đưa vào cái góc này, đảm bảo các bác là lên đẹp mà không ảnh hưởng gì đến chậu. Đó, ôi đang em còn chưa lốt, chưa tháo nó cả quần các bác này. Đấy, rất là tai hại. Đây, đấy còn là mài chưa tháo vào quầy cũng chết lâu lên thế, tội quá. Vậy mà sao cái dậu này lâu thế, hóa ra là nó đó, mình chưa tháo hết quầy các bạn. Người khác nhìn thì lại cười chết. Rồi, cái thứ tư các bác nhé. Đó, em sẽ quay nốt đến hai cái này cho các bác nhé. Đó, hai cái này nữa là hết cái số em phải đổi một ngày nay rồi. Còn những cái khác thì hôm khác em lại chia sẻ với các bác sau. Cái này là cái nguy hiểm nhất các bác nhé, tại vì là góc cạnh nó vỡ hết rồi, nên là cái này là cái sẽ lâu hơn những cái kia.
vì là các cái góc cạnh của nó em tháo nó đã bị vỡ nhưng em chưa mông, em cũng chưa kèm mông lại, em sẽ cho vào đây. Nếu mà em mà mông lại thì sẽ ok, nhưng mà mình lười quá chưa mông. Trời nóng các bác, đáy này nó đã khô rồi, đáy này nó đã rút hết nước rồi, nó không như là trên cái miệng này đâu. Trên cái miệng này còn chưa, nhưng mà cái đáy để rút hết rồi. Cái cuối cùng các bác nhá, rồi chúng ta sẽ đi hoàn thiện. Thấy cháu cũng bình thường luôn không? Đó, vòng thứ hai là nhẹ nhàng như cân đường hộp sữa rồi. Đó, bình thường đúng không? Rất bình thường. Đó. Cái này đổ đầu tiên nhất mà hoãn lại hai lượt đây là hoãn nhất các bạn, thành vẫn còn bị nổ rồi. Và bây giờ sẽ đi vào hoàn thiện em đấy nhá. À, các bạn mà cái nào mà nó bị thủng nhiều quá rồi thì chúng ta biết cái ở dưới cái chân đấy, cái vữa nó chảy ra chúng ta bù bù nó vào vậy nhá, là nó sẽ ok. Đó, đấy là một cái cách đơn giản và gọn gàng nhất. Đó. Được không ạ? Đơn giản thôi đúng không? Đây, cho vào cái chỗ vỡ này một tí. Chân thì không được gì. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Em sẽ đi làm mặt rồi. Làm vẫn như lúc nãy được các bác nhá. Đó, bây giờ em sẽ đi làm cái mặt và cái mép xong em sẽ quay cho các bác xong. Rất là đơn giản thôi, vẫn như vậy thôi, vẫn lấy cái chổi nhá. Đi quét xung quanh cái bàn bia này thôi. Bác nào không làm thì cũng không sao đâu nhá, vì cái này nó cũng chả quan trọng đâu, vì các bạn đã tháo ra là ok, mặt của mình ok là được.
bác đôi khi nhìn trong này thấy những cái miếng đen đen đúng không ạ? Cái miếng đấy chính là những cái ba bia của cái đợt trước đổ trong cái lòng trong mà chúng ta chưa vệ sinh hết bác nhá. Đấy, chúng ta cũng chẳng sao cả, chúng ta cứ để vậy thôi. Đấy, những cái đen đen các bác nhìn thấy đây, đây chính là những cái ba bia của cái đổ lần trước chúng ta chưa vệ sinh kỹ, và bây giờ đổ chúng ta thì nó sẽ lại bám ra đây các bác nhé. Nên là tốt nhất trước khi làm chúng ta vệ sinh được kỹ thì cái mặt nó sẽ mịn, còn nếu mà không vệ sinh được kỹ thì cái mặt này nó sẽ không mịn được các bác. Các bác có đổ kiểu gì nó cũng không mịn, thì nó còn cái lớp ở bên trong này. Đó, rất là đơn giản thôi. Như vậy là em đã chuẩn bị xong ba cái rồi, à, hai cái rồi, đủ cái thứ ba nữa rồi. Đó. Giờ em sẽ đi thế này để sau rồi lát nữa nó khô các bác nhá, là ráo cái miệng này. À, chúng ta sẽ cầu cái bay hoặc cân dao các bác. Ta cầm cái bay con dao chúng ta miết xung quanh, quét xung quanh cái miệng ấy, để cho cái miệng chậu nó thật nhẵn. Đó, và như vậy là hai chậu đã xong rồi. Em sẽ sang cái chậu thứ ba nhá. Anh nhìn thấy có đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản đúng không? Và thật cho chúng ta cái mép này nó rất là sắc, rất là nhẵn luôn. Sau khi chúng ta tháo ra thì còn những cái bao nhiêu ở trên cái miệng này, xung quanh sát cái thành chậu này, thì chúng ta sẽ lấy cân dao. Sau khi chúng ta tháo xong chúng ta sẽ lấy cân dao chúng ta. Đó. Ta sẽ bây giờ chúng ta cắt và đi là được. Ok. Trong cái chậu, các cái loại chậu này các bác nhé, thì chúng ta nên cho sắt một chút thì nó sẽ tránh được những cái tình trạng bị xé góc, xé ấy nhá các bác nhá. Thì nhiều bác chia sẻ lên là rất hay bị xé góc, các bác nên cho thêm cốt vào, thì các bác cho sắt to hoặc sắt nhỏ tùy nhá, sắt nào cũng được. Sắt 3, sắt 4, sắt 2 nhé. Miễn là cứ có cốt trong cho nó có độ liên kết là được. Đó.
Rồi các bác nhá. Và đây. Sau khi đấy chúng ta tháo và đã xong đây các bác nhá. Thì nó sẽ như thế này. Đây. Đó, và xin chúc các bác sẽ hòa tháo được tháo cho mình cái chậu thật là nhanh và có những cái cách làm nhanh và hợp lý nhất qua cái video em vừa chia sẻ đây nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi. Và các bác nào có cái cách tháo nào bình hay là có cái phương pháp nào hay nhanh hơn thì các bác hãy chia sẻ lên kênh để cho các anh em chúng ta cùng tham khảo và học hỏi nhé. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Các bác thấy kênh hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.